Quý cô bác, anh chị kính mến, đầu xuân năm mới, Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Năm mới Giáp Thìn, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc năm mới tới quý cô bác, anh chị. Xuân sang Tết đến khắp gần xa, phúc đức an khang chúc mọi nhà, lão thọ trường hào thêm sức khỏe, tự tôn tài trí được vinh hoa, công tư lộc phát thuận đà tín, xã hội phồn vinh nhân thế hòa, như ý các tường an lạc hưởng, năm nay Giáp Thìn khải hoàn ca. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Sự thật chấn động về cuộc đời tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, đúng 4 tháng đầu năm 2024 âm lịch. Được trời Phật thương tình, thần tài ban cho lộc lớn, tiền bạc ào ào chảy vào két, giàu có nhất họ, vạn người ngưỡng mộ. Quý vị thân mến, ai cũng đều phải trải qua tất cả những thử thách, sóng gió trùng điệp mà cái vòng xoáy cuộc đời này tạo ra, chỉ khác nhau ở chỗ người thì từ tấm bé đã khổ sở cùng cực, người thì chật vật mãi cả tuổi thanh xuân, có người thì lại oái oăm hơn là thành công cả một đời, nhưng đến lúc về già lại tan nhà nát cửa, chẳng còn gì sót lại, vậy đó chẳng phải số mệnh con người phải chịu thì là gì, thế nhưng số là trời định, nhưng vận lại do mình tạo ra. Cứ cố gắng, nỗ lực hết sức mình, vì một tương lai tươi đẹp ở phía trước, không thẹn với lòng mình là được. Nhắc tới đây chợt nhớ ra, lá số tử vi của 12 con giáp khi bước sang 4 tháng đầu năm 2024, bất ngờ gieo tên tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, họ đã vất vả lao lực suốt thời gian qua rồi. Và đây chính là mốc thời gian chói lọi, sẽ giúp cho vận trình của con giáp này lội ngược dòng, dù thời gian trước có nghèo khó vất vả, nhưng nay lại là lúc đổi đời phất mạnh, nợ nần bao nhiêu trả bằng sạch, tiền bạc thi nhau kéo đến nhiều vô kể, con giáp này tha hồ tận hưởng cuộc sống sung sướng như tiên mà bao nhiêu người mong ước cũng không có được. Vậy trong năm 2024 này, tuổi Giáp Tý sẽ được ban cho những cơ hội, vận may là gì và vận trình tử vi chi tiết các tháng trong năm diễn ra như thế nào? Quý vị hãy cùng với Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ở nội dung chi tiết dưới đây nhé! Quý bản mệnh tuổi Giáp Tý thân mến, xét theo ngũ hành tương sinh tương khắc, năm 2024 mệnh hỏa tương khắc với mệnh kim của tuổi. Hỏa khắc kim, can giáp bình hòa với can giáp, chi tí tam hợp với chi thìn, như vậy được xem là rất tốt. Trong năm 2024 này, Giáp Tý sẽ đón tất cả những thuận lợi và thách thức, là người nhìn xa trông rộng, bản mệnh nói hay làm gì cũng có sự chuẩn bị kế hoạch trước. Vì thế khi hành động thường dễ thu về thành quả như ý. Vận trình tử vi của tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 trong năm Giáp Thìn mở rộng ra nhiều cơ hội để khẳng định bản thân. Lời khuyên dành cho bản mệnh là làm việc ngay thẳng, có nghị lực, đặt niềm tin vào chính mình thì công việc sẽ tiếp tục trên đà thăng tiến. Cuộc sống của Giáp Tý ngay từ nhỏ đã gặp nhiều khó khăn thiếu thốn, bởi vậy khi lớn lên, họ ý thức được ước mơ, hoài bão với những dự định trong cuộc đời của mình. Tuy phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách, nhưng những người này chưa bao giờ chán nản, bỏ cuộc, họ xem gia đình là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh, giúp họ vươn tới thành công. Trong số 12 con giáp, chuột được chọn là con vật tiên phong, dẫn đầu, bởi vậy những người thuộc tuổi này thường có tài năng lãnh đạo, quản lý rất tốt, hơn nữa những người tuổi Giáp Tý còn được mọi người ngưỡng mộ bởi sự thông minh, sáng tạo, nhanh nhẹn và tháo vát của mình. Giáp Tý giỏi trong việc kiếm tiền, nhưng họ không chi tiêu hoang phí, ngược lại còn rất tiết kiệm, họ là những người cởi mở, thân thiện trong cuộc sống, luôn tốt bụng giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có khả năng điều khiển cảm xúc, hành động của bản thân, không bao giờ mất tự chủ trong những lúc nóng giận, bởi vậy họ xây dựng được nhiều mối quan hệ thân thiết, gắn bó. Do sự thân thiện và cởi mở của mình, Giáp Tý có rất nhiều bạn bè tốt, gắn bó trong suốt cuộc đời, họ tôn trọng những người bạn của mình và sẵn sàng giúp đỡ khi những người đó gặp khó khăn. Vậy, để vận trình 4 tháng đầu năm 2024 thêm phần hanh thông, thuận lợi, thì bản mệnh tuổi Giáp Tý hãy lắng nghe đôi lời nhắc mệnh dưới đây nhé. Thứ nhất, về công việc sự nghiệp.
Xét về vận trình sự nghiệp, cát khí từ tam hợp cục cho thấy người tuổi Giáp Tý sẽ có sự thay đổi lớn trong sự nghiệp vào năm 2024, có nhiều cải thiện rõ rệt. Nhưng bên cạnh đó vẫn không thể không chuẩn bị cho cả những thách thức mà bạn sẽ phải đối mặt. Đừng quên cơ hội luôn dành cho những người có sự chuẩn bị. Khi bạn đã có tính toán và lên kế hoạch trước để đối phó với những thách thức, cạnh tranh có thể xảy ra, sẽ chẳng có gì có thể làm khó được bạn. Nếu như trong năm 2023 trước đó, bản mệnh đối mặt với không ít khó khăn trong công việc, thường xuyên có cảm giác bị kìm hãm, luôn ở thế bị động, khó phát huy bản thân như mong muốn, thì khi bước sang năm Giáp Thìn 2024, tình trạng bế tắc đó gần như không còn quá ảnh hưởng đến bạn. Bằng chính nỗ lực của mình, con giáp này có thể giải quyết nhiều vấn đề khó khăn. Hơn nữa, các mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên, khách hàng, đối tác đều được củng cố và mở rộng, tăng khả năng được trọng dụng và gặp quý nhân. Tuy nhiên, dù đã là năm cuối, nhưng ảnh hưởng của tam tai vẫn còn đó, nhắc nhở Tý chớ nên tự tin mà tự làm hại bản thân. Sự chủ quan có thể khiến bạn trả giá đắt, nhất là trong những công việc vốn đã thành thạo và quen thuộc, nhưng lại mắc sai lầm lớn từ những chi tiết nhỏ, hoặc khi được trao trọng trách mới, nhưng bạn lại suy nghĩ quá đơn giản, thiếu sự học hỏi mà chỉ dựa vào phán đoán chủ quan, sẽ rất dễ thất bại do thiếu kinh nghiệm. Một số người làm công ăn lương có thể đã quá quen với sự ổn định nên ngại thử thách, thiếu tính đột phá. Cho dù cơ hội đang đợi bạn khám phá, bạn nên mạnh dạn thử sức với những điều mới mẻ, dũng cảm thay đổi cách nghĩ, mở rộng tầm nhìn. Miễn là bạn làm việc chăm chỉ, bạn có thể đạt được thành tích tốt hơn và được lãnh đạo ghi nhận. Đồng thời, dù làm ở lĩnh vực nào, con giáp này cũng cần quan tâm đến đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử, chứ vì lợi ích cá nhân mà làm tổn hại đến lợi ích của công ty và người khác. Nhìn chung, năm 2024 sẽ là thử thách lòng kiên cường và tinh thần chiến đấu ngoan cường của tuổi Giáp Tý. Chỉ cần bạn không ngại gian khổ và bền bỉ vượt qua những khó khăn trước mắt, sự nghiệp của bạn sẽ dần tươi sáng hơn, sẽ phát triển rất tốt vào năm 2024 này. Thứ hai, về tình hình tài chính. Trong năm 2024, tình hình tài chính của tuổi Giáp Tý có xu hướng tích cực. Mệnh chủ càng chăm chỉ nỗ lực bao nhiêu thì tài chính đạt được càng khả quan bấy nhiêu. Ở độ tuổi 41, bản mệnh cần lập sẵn kế hoạch tài chính cho bản thân, phòng trừ khó khăn hoặc đầu tư nếu thấy có cơ hội tốt. Được cả hai tài tinh là thiên tài và thực thần chế mệnh, con giáp này có tầm nhìn sáng suốt, quản lý tài chính khôn ngoan, biết cách dùng tiền đúng chỗ đúng lúc, nhất là trong các dự án phát triển đầy triển vọng, sẽ thu về khoản lợi nhuận không nhỏ. Trong năm 2023, trước đó tài lộc của Tý vốn khá ảm đạm, việc chính không suôn sẻ mà việc vụ cũng chẳng đem lại lợi nhuận là bao, khiến cho thu nhập chững lại. Một vài dự án đầu tư mù quáng trước đó cũng khiến cho con giáp này tiêu tốn một khoản tiền không nhỏ, nhưng cuối cùng như muối bỏ biển, công sức như dã tràng. Thế nhưng, khi bước sang năm 2024, mọi thứ rất khác, đặc biệt là giai đoạn nửa đầu năm, theo đó Giáp Tý sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn. Công việc thuận lợi kéo theo thu nhập tăng cao, nghề tay trái hay tay phải đều sẽ kiếm cho bạn một khoản tiền kha khá. Một số người còn nhận được sự trợ giúp của bạn bè, đối tác, tất cả nhờ vào các mối quan hệ của Giáp Tý đã thành công vun vén bấy lâu, do đó bạn nên tránh để tâm trạng thất thường của mình làm xấu đi các mối quan hệ đó. Đừng vì chút chuyện mà sinh nóng nảy, cáu giận, đồng thời chú ý đến giao tiếp với mọi người và tránh những mâu thuẫn, xung đột không cần thiết do hiểu lầm. Tiền bạc kiếm được nhiều nhưng nếu bản mệnh không có ý thức giữ gìn và tích lũy thì cũng dễ hao hụt nhanh chóng, bản mệnh cần duy trì thói quen tiết kiệm. Tử vi năm 2024 đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiết kiệm đối với con giáp này. Trong cuộc sống hàng ngày, Giáp Tý cần phải lên kế hoạch cẩn thận, tăng thu giảm chi, không nên tiêu trước trả sau, kẻo lao đao. Đồng thời bạn có thể chủ động tìm kiếm thêm các nguồn thu khác để tăng thu nhập cho bản thân. Đặc biệt trong năm nay, nên tập trung làm ăn theo định hướng của bản thân, không nên chạy theo xu hướng một cách mù quáng mà đầu tư mạo hiểm, chớ nghe lời rủ rê đầu tư hay đứng ra vay mượn, đứng tên thay người khác, cẩn thận vướng vào vòng lao lý. Trong các mối quan hệ, dù có thân thiết đến đâu cũng cần có sự đề phòng cần thiết, kẻo bị lừa gạt cả về tình cảm lẫn tiền bạc. Thứ ba, về tình cảm gia đạo. Nhìn chung vận trình tình duyên của tuổi Giáp Tý sẽ tương đối suôn sẻ vào năm Giáp Thìn 2024. Mối quan hệ đôi lứa hay vợ chồng ít giông gió, đôi khi có đôi chút bình lặng, nhưng nó cũng có thể coi là một tín hiệu đáng mừng. Các cặp đôi yêu nhau trải qua một thời gian tìm hiểu, có thể dễ tiến tới hôn nhân trong năm nay, dù giữa hai bạn vẫn có những khúc mắc xảy ra. Nhưng chỉ cần đôi bên kiên nhẫn, bao dung và biết đặt mình vào vị trí của đối phương, thì đích đến hạnh phúc đang ở ngay trước mắt của hai bạn.
Các cặp vợ chồng có mối quan hệ hài hòa với bạn đời, tạo ra không khí gia đình đầm ấm hạnh phúc cho con cái. Đôi khi bản mệnh có phần mải mê với công việc mà bỏ bê gia đình, đây là điều cần cải thiện sớm bằng cách tăng cường giao lưu, trao đổi mọi việc lớn nhỏ với nửa kia là cách tăng cường tình cảm. Ngoài ra bạn cũng có thể giữ vai trò kết nối với các thành viên trong gia đình, tránh sự lạnh nhạt do khoảng cách thế hệ. Người độc thân cũng có nhiều cơ hội để cải thiện tình trạng độc thân và bước vào một mối quan hệ nghiêm túc, thậm chí có người còn có thể đi tới hôn nhân ngay trong năm 2024. Lưu ý rằng, đào hoa tăng mạnh đồng nghĩa với việc bản mệnh sẽ có nhiều vệ tinh vây quanh, chớ vì muốn chứng minh sức hút của mình mà có ý định chơi đùa tình cảm của người khác. Nếu không có ý định tiến tới, hãy rõ ràng và dứt khoát ngay từ đầu. Thứ tư, về tình hình sức khỏe. Bước sang tuổi 41, Giáp Tý luôn giữ cho mình khí chất lạc quan, tươi vui, hào sảng thì sẽ giúp cho sức khỏe tinh thần ngày một tốt lên. Mỗi ngày đều biết nói lời thiện lành, tạo lời hay ý đẹp, phúc khí và tài vận sẽ ngày càng dồi dào. Năm 2024 cũng là giai đoạn khá bận rộn với con giáp này, khối lượng và cả áp lực công việc tăng cao, đôi khi còn phải đi công tác hay tăng ca, làm gia tăng áp lực lên cơ thể. Nếu lúc này bản mệnh không nghỉ ngơi đầy đủ, sẽ khiến cho cơ thể bị quá tải, sức đề kháng suy giảm, đổ bệnh dai dẳng lâu ngày, hoặc dẫn đến các bệnh mãn tính. Vì vậy trong năm 2024, tuổi Giáp Tý cần chú ý cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi, tăng cường ý thức phòng ngừa bệnh tật, vận động thể dục thể thao phù hợp, ăn uống ngủ nghỉ điều độ và khoa học. Đặc biệt là vào mùa đông xuân, thân thể dễ bị khó chịu, cần tăng cường bảo vệ sức khỏe và phòng ngừa bệnh theo mùa. Giao sắc cần mài trên đá, việc cải thiện sức khỏe không phải một sớm một chiều, cần nỗ lực bền bỉ từng ngày, kiên trì tập thể dục mỗi ngày, ăn uống thực phẩm tươi sạch, ngủ nghỉ điều độ sẽ giúp cơ thể của Giáp Tý được trẻ hóa, đủ sự dẻo dai, sống khỏe mạnh. Tiếp theo là dự đoán vận trình tử vi chi tiết 4 tháng đầu năm 2024 cho tuổi Giáp Tý, đoán định trước vận cát hung để có hướng đi chính xác nhất. Tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày mùng 10 tháng 2 đến ngày mùng 9 tháng 3 năm 2024 dương lịch. Tử vi tháng 1 tuổi Giáp Tý âm lịch thấy rằng đây là khoảng thời gian cực kỳ may mắn đối với bản mệnh, bạn gặt hái được nhiều thành công trên mọi phương diện cuộc sống. Từ công việc, tài lộc cho đến tình duyên, tuổi Giáp Tý hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đón chờ những điều tốt đẹp sẽ đến với mình ngay trong tháng đầu năm 2024 này. Bạn vốn là người có chí hướng, lại thêm bản tính cẩn thận, tỉ mỉ nên ắt sẽ gặt hái được những thành công khiến cho nhiều người phải ngưỡng mộ. Dưới sự nâng đỡ của Nguyệt Lệnh Lâm Đế Vượng, con đường công danh của bạn vô cùng hanh thông rộng mở, bản mệnh sẵn sàng nhận những nhiệm vụ khó. Không tiếc hy sinh thời gian cá nhân để làm việc và cống hiến thì ắt sẽ được lãnh đạo đánh giá rất cao. Nhờ những mối quan hệ xã giao thuận lợi mà bạn luôn được bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ mỗi khi gặp khó khăn, do đó, nhiều rắc rối trục trặc nhanh chóng được giải trừ, thậm chí bạn còn tìm thấy cơ hội trong những thách thức, từ đó khẳng định bản lĩnh và tài năng của mình. Người làm lãnh đạo nhận được sự tôn trọng của nhân viên cấp dưới, bạn biết sắp xếp đúng người đúng việc, quyết đoán nên hoàn toàn có khả năng dẫn dắt cả tập thể đi tới thành công. Trong tháng này, thậm chí bạn tìm ra được hướng đi mới trong công việc, giúp mọi việc không còn tiến triển theo lối mòn quen thuộc, khiến cho mọi người cảm thấy hăng hái, nhiệt huyết hơn trong công việc. Dịch mã chiếu mệnh cho thấy, bạn càng xông xáo, sẵn sàng nhận nhiệm vụ bao nhiêu thì càng dễ gặt hái được thành công bấy nhiêu, vì thế đặc biệt những người trẻ tuổi, hãy đón nhận những điều mới mẻ, thậm chí là thách thức với tâm thế tích cực, đó chính là bước đà để bạn thăng tiến trong tương lai. Xem tử vi tháng 1 tuổi Giáp Tý âm lịch, đường tài lộc của tuổi Giáp Tý cũng có những điểm sáng đáng kể ngay vào thời điểm này. Bản mệnh có thể tìm được những cơ hội làm ăn không ai ngờ đến, lại dũng cảm thử thách bản thân, nên đồng tiền chảy vào túi bạn là hoàn toàn xứng đáng. Người làm ăn buôn bán nhận được sự tin tưởng của khách hàng, nên đơn hàng bay về tới tấp, lại thêm việc đầu năm là thời điểm nhu cầu mua bán tăng cao. Bạn hoàn toàn có thể kiếm được một khoản tiền nhiều gấp nhiều lần khoảng thời gian trước đó. Con giáp này cũng có thể tìm cách mở rộng thị trường hoặc đối tượng khách hàng, hứa hẹn thành công nằm ngay trong tầm tay. Với người làm công ăn lương, bạn nhiệt tình với công việc, sẵn sàng chấp nhận thử thách để khẳng định bản thân nên dễ dàng gây được ấn tượng với lãnh đạo nếu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Bạn hoàn toàn có cơ hội được thưởng nóng hoặc thăng chức, tăng lương. Đây chắc chắn là một dấu hiệu vô cùng may mắn ngay từ những ngày đầu tháng năm mới như thế này. Người có ý định khởi nghiệp cũng có thể tiến hành ngay vào thời gian này. Dịch mã cho thấy bạn có thể sẽ phải xông pha, vất vả hơn trước đây.
thậm chí phải đi xa, phải làm việc ngay cả khi mọi người đều nghỉ ngơi, nhưng thành quả bạn gặt hái được chắc chắn sẽ khiến cho bạn hài lòng. Tháng 1 âm lịch này, tuổi Giáp Tý sẽ gặp nhiều may mắn trên phương diện tình duyên. Dù là người đã lập gia đình hay vẫn còn độc thân, bạn cũng có thể tìm được hạnh phúc thuộc về riêng mình. Tình hình sức khỏe của tuổi Giáp Tý nhìn chung ổn định, không có biến động gì lớn lao trong thời điểm này. Thậm chí những người bệnh lâu ngày cũng có thể đón những tin tích cực. Ví dụ như bệnh tật có dấu hiệu cải thiện, bạn tìm thấy được thầy, được thuốc phù hợp, việc rèn luyện thể dục thể thao khi có thời gian rảnh cũng là vô cùng cần thiết. Tử vi tháng 2 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày mùng 10 tháng 3 đến ngày mùng 8 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Xem tử vi cho thấy, có thái âm cát tinh che chở để giúp bản mệnh trở nên tự tin hơn ở nơi công sở. Nhờ đó mà hiệu suất công việc lúc này được tăng đáng kể, nhìn chung có nhiều dấu hiệu khởi sắc về con đường sự nghiệp đang chờ đón bản mệnh ở phía trước. Tuy nhiên, bạn cần lắng nghe bản thân và bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu của mọi người thì công việc mới có thể tiến triển thuận lợi. Xem tử vi sự nghiệp của tuổi Giáp Tý, trong tháng 2 năm 2024 khá hanh thông, thuận lợi, đây là thời điểm phù hợp để hợp tác làm ăn, kinh doanh. Hình hại vô lễ nhắc nhở bản mệnh đừng tự cho mình hơn người, nhất là khi đối thoại với người lớn tuổi. Phải tỏ ra khiêm tốn, những gì bạn biết vẫn chỉ như muối bỏ biển mà thôi, đừng tỏ ra hống hách, gây khó chịu trong mắt người khác. Xem tử vi năm 2024, tháng này con giáp tuổi Giáp Tý có khá nhiều khoản chi tiêu, bao gồm tiền mừng sinh nhật, tụ tập bạn bè để ăn uống, hội hè đầu năm mới. Đó là còn chưa kể tới tiền chi tiêu cho việc đi lại, nếu bạn không có kế hoạch chi tiêu hợp lý, thì có thể phải dùng tới cả tiền tiết kiệm của mình trong tháng luôn đấy nhé. May mắn cho những ai đang kinh doanh đã có dấu hiệu khởi sắc, thế nhưng trong việc đầu tư thì bản mệnh nên cẩn trọng kẻo dễ bị lừa gạt, đừng bị tâm lý đám đông dẫn dụ, nên tránh xa các hội nhóm có mùi bán hàng đa cấp hoặc dùng tiền của người mới trả lãi cho người sau, đang ẩn dưới nhiều hình thức tinh vi khác nhau. Tam bích bay về phương Đông Nam cho thấy, vận khí chắc trở lúc tốt lúc xấu, lẫn lộn không rõ ràng. Do đó có thể lúc bạn tưởng gặp may nhưng lại là họa, có lúc tưởng là họa nhưng lại là cơ may. Nếu có thể, hãy hỏi han thêm nhiều người có kinh nghiệm hoặc bạn chủ động tìm hiểu thêm nhiều thông tin nhất có thể. Ví dụ muốn đầu tư một bất động sản gì thì cố gắng tìm hiểu khoảng 3 đến 5 bất động sản tương tự gần đó để có quyết định đúng đắn nhất có thể. Đừng vội vàng tin môi giới bạn nhé. Tình hình sức khỏe của tuổi Giáp Tý trong tháng 2 âm này khá tốt, không quá lo nghĩ điều gì nên nhìn chung không bị ảnh hưởng bởi tâm bệnh. Thời tiết lúc này vẫn se lạnh, do đó tuổi Giáp Tý đang có bệnh về tâm huyết quản, xương khớp, tiêu hóa, dạ dày, nên hạn chế ở lâu trong một môi trường lạnh, ẩm ướt, có dấu hiệu cho thấy tháng này bản mệnh ăn uống, tiệc tùng khá nhiều. Bạn lưu ý tránh ăn quá nhiều đồ ngọt, thực phẩm chứa chất làm ngọt nhân tạo, có liên quan đến bệnh tiểu đường, suy nhược thần kinh, các vấn đề về gan. Bên cạnh đó, các chất làm ngọt còn gây ra sự mất cân bằng, có loại khuẩn có trong đường ruột nữa. Ngoài ra một số loại thịt dưới dạng thịt đóng hộp như thịt hun khói, xúc xích, lạp sườn chứa hàm lượng cao muối natri và chất bảo quản cao nên hạn chế ăn bạn nhé. Trong các bữa ăn hãy ưu tiên ăn thật nhiều rau xanh, sẽ tốt hơn cho sức khỏe của bản mệnh. Tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày mùng 9 tháng 4 đến ngày mùng 7 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Tử vi tháng 3 năm 2024, tuổi Giáp Tý âm lịch dự báo, tháng mới báo về rất nhiều tin tích cực, cũng như độ chín của các kế hoạch, mưu cầu công danh, chức vụ của người tuổi Giáp Tý, bản mệnh dễ được quý nhân đỡ đần, làm việc thêm phần nhẹ nhàng. Xem tử vi sự nghiệp của tuổi Giáp Tý cho biết, con giáp này đang nhận được rất nhiều sự hậu thuẫn từ vận khí cục, lại thêm nguyệt lệnh lâm quan báo về độ chín của các kế hoạch mưu cầu công danh chức vụ, hứa hẹn những tin tích cực sẽ đến với bản mệnh. Trong tháng Tý có thể nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, nên công việc có những bước tiến triển khả quan. Thái độ làm việc hăng hái và nghiêm túc, giúp bạn gặt hái được những thành tích đáng nể. Đa phần thời điểm Tý đều cảm thấy vô cùng bình tĩnh và sáng suốt trong công việc. Hầu hết mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Chính thái độ tích cực, lạc quan này sẽ giúp cho bạn giải quyết mọi khó khăn trong tháng mới, nhất là những người đang có tham vọng thay đổi vị trí, chức vụ. Người tuổi Giáp Tý sẽ có những sự kèn cựa, so bì với đồng nghiệp cạnh tranh cùng vị trí, thích thể hiện nhiều hơn. Hơn nữa, trong quá trình hợp tác với người khác, Giáp Tý rất quan tâm đến địa vị của bản thân và luôn muốn chiếm vị trí thống trị, điều này có thể gây ra sự bất mãn từ người khác. Nhìn chung, trong tháng này, bạn có những thuận lợi nhất định, nhưng bên cạnh đó sẽ vẫn tồn tại một số thử thách,
Chỉ cần bạn giữ thái độ tích cực và niềm tin vững vàng, bạn sẽ có thể vượt qua khó khăn và đạt được thành công. Ngoài ra, khả năng giao tiếp và hợp tác tốt với đồng nghiệp, lãnh đạo cũng là chìa khóa thành công trong sự nghiệp của bạn. Tử vi tháng 3 của 12 con giáp âm lịch cho thấy, phương diện tài lộc của tuổi Giáp Tý có sự thăng trầm trong tháng này. Mặc dù sự nghiệp của tuổi Giáp Tý rất suôn sẻ và bạn có thể nhận lại được một số lợi ích từ nó nhờ sự chăm chỉ của mình, nhưng vì nhiều lý do khách quan, bản mệnh vẫn phải gồng gánh một gánh nặng tài chính nhất định, áp lực cuộc sống vật chất rất cao, ban đầu tài vận tháng có nhiều khởi sắc, chính tài và thứ tài đều có dấu hiệu tăng. Sự nghiệp phát triển không chỉ đảm bảo thu nhập ổn định mà còn hứa hẹn những khoản kiếm thêm hoặc thưởng hậu hĩnh. Người làm kinh doanh vẫn đang điều tiết tốt việc buôn bán, tam hội hứa hẹn một tháng khách hàng gia tăng, lợi nhuận đủ về các mối hợp tác cũ mới đều diễn ra suôn sẻ, giúp bạn có thể yên tâm. Tuy nhiên bạn cần có kế hoạch chi tiêu rõ ràng để tránh bị thâm hụt tài chính và tiêu tốn vào các khoản không đâu, nhất là khi điềm báo tử vi cho thấy, tháng này những chú chuột có xu hướng sử dụng khoản tiền không nhỏ để mở rộng cho công việc tìm kiếm mối làm ăn, duy trì các mối quan hệ, đặc biệt là chi trả cho các nhu cầu cần thiết của cuộc sống. Trong trường hợp thu nhập chỉ dựa vào một nguồn duy nhất, chi tiêu của tuổi Giáp Tý không ngừng tăng lên, khó tránh khỏi tình trạng thu nhập không đủ để trang trải cuộc sống. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống của bạn, thậm chí có thể vì điều này mà lâm vào cảnh nợ nần. Do đó bản mệnh nên chú ý hơn tới các chi phí sinh hoạt của mình, tăng thu giảm chi để giảm thiểu áp lực kinh tế, tốt nhất là không nên tiêu tiền bừa bãi vì thể diện hay tăng sự cạnh tranh của bản thân, nếu không chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều áp lực cho đời sống, tài chính của bạn. Đồng thời bạn có thể nắm bắt một số cơ hội và tìm thêm nguồn thu nhập, ví dụ bạn có thể cân nhắc đầu tư vào một số dự án có triển vọng, hoặc tìm kiếm một số công việc phụ để tăng thu nhập, nhưng hãy nhớ, đừng lao đầu đầu tư vào một cách mù quáng, hay quyết định có nên đầu tư hay không, dựa trên tình hình thực tế và khả năng chịu rủi ro của bạn. Gia đạo an yên, vợ chồng con cái hài hòa, không phát sinh mâu thuẫn nào quá gay gắt, tuy nhiên, gia đình khó tránh những lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Khi xảy ra bất cứ vấn đề gì, vợ chồng đóng cửa bảo nhau, không nên to tiếng trước mặt con cái và người lớn trong nhà, kẻo ảnh hưởng tới tinh thần cả gia đình. Tháng này, sức khỏe của tuổi Giáp Tý được đảm bảo, không có nghi ngại nào cần phải lo lắng. Dù vậy, bạn vẫn cần chú ý đến chế độ ăn uống, thói quen sinh hoạt mới có thể duy trì thể trạng tốt. Đặc biệt về chế độ ăn uống, Giáp Tý nên chú ý cân bằng dinh dưỡng và tránh ăn quá nhiều. Ngoài ra bạn cũng có thể cân nhắc việc tập thể dục hoặc tham gia một số hoạt động lành mạnh để tăng cường thể chất trong cuộc sống thường ngày. Đừng quên duy trì thái độ tích cực và chủ động ứng phó với những áp lực, thử thách trong cuộc sống sẽ giúp duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn. Tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày mùng 8 tháng 5 đến ngày mùng 5 tháng 6 năm 2024 dương lịch. Theo tử vi cho biết, sang tháng 4 âm lịch, công việc có dấu hiệu khởi sắc hơn so với tháng trước. Đối với tuổi Giáp Tý, thời điểm này bản mệnh có thể tận dụng để triển khai kế hoạch mới hoặc lập kế hoạch sẵn sàng cho bước đường thăng tiến sắp tới của mình. Hãy chủ động tạo dựng tốt mối quan hệ, đào sâu chuyên môn, học hỏi kỹ năng quản lý, tích lũy tiền bạc đầy đủ, chờ thời cơ để một bước lên mây, có được vị trí xứng đáng với năng lực của bạn. Trong tháng, Giáp Tý khởi sự có thể sẽ gặp khó khăn bởi vạn sự khởi đầu nan. Sự thuận lợi chỉ đến sau khi bạn chấp nhận đương đầu và xử lý mọi vật cản trên đường thăng tiến của mình. Theo lịch vạn niên, tháng này khối lượng công việc của tuổi Giáp Tý nhiều, bản mệnh lại ôm đồm nhiều việc cùng lúc, nên đôi khi tự tạo áp lực cho bản thân, sinh ra tâm lý cáu bẩn, cố chấp, không biết lắng nghe dễ làm mất lòng người khác. Theo phi tinh tháng, tứ lục gặp bát bạch ở hướng đông nam, phương vị này nếu được sắp xếp chuẩn phong thủy, sẽ phát huy tác dụng hỗ trợ cho việc thuận lợi con đường thăng tiến rộng mở hơn. Theo đó bản mệnh có thể đặt biểu tượng tháp văn xương tại đây, vật phẩm phong thủy này vừa thúc đẩy chuyện học hành được chuyên tâm hơn, vừa giúp cho công việc suôn sẻ hợp tác làm ăn thuận lợi. Xem tử vi cho thấy, trong tháng không có tài tinh cao chiếu, vì thế mà tài vận của Giáp Tý duy trì ở mức trung bình, không có nhiều biến động, tháng này bản mệnh chi tiêu khá nhiều. Liên tục phát sinh những việc ngoài ý muốn như cưới hỏi, ma chay, thăm hỏi người bệnh, chi phí đi xa, nên chi tiêu tiết kiệm, lấy tích lũy làm trọng, đề phòng xảy ra tình huống khẩn cấp còn kịp trở tay. Tháng này, bát bạch tài tinh bay vào hướng đông bắc, gặp tam bích chủ về thị phi, điều này đồng nghĩa là chuyện làm ăn, buôn bán có kẻ ngáng đường, gây chuyện thị phi nhằm tranh chấp, chiếm đoạt tài sản. Để hóa giải hung hiểm tiềm ẩn này, Giáp Tý nên đặt biểu tượng kỳ lân phong thủy để hóa giải sát khí, đồng thời mang tới những cát lành về tài lộc, giúp chuyện làm ăn thêm phần suôn sẻ. Theo tử vi chọn đời, trong tháng thủy vượng,
Tuổi Giáp Tý chủ động đề phòng các chứng bệnh liên quan đến thận, thận suy gây ra hàng loạt triệu chứng khó chịu như mệt mỏi, chán ăn, ngủ không ngon giấc, thường xuyên gặp ác mộng, da rẻ nhợt nhạt, cần dành thời gian chăm sóc cho bản thân, lắng nghe cơ thể để không bị mắc bệnh tật nghiêm trọng. Ngoài ra cần đề phòng họa huyết quang, tai nạn xe cộ bất ngờ, nhất là những ai thường xuyên về đi làm hay công tác ra, chú ý vấn đề an toàn để không xảy ra sự cố đáng tiếc. Bên cạnh đó, chú ý điều chỉnh chế độ ăn uống, hạn chế ăn quá nhiều thịt động vật, thay vào đó nên bổ sung nhiều rau củ. Tổng kết tử vi 4 tháng đầu năm 2024 và phương hướng hóa giải vận xui cho tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 như sau. So với tử vi tuổi Giáp Tý năm 2023, dưới sự trợ lực lớn từ cục diện tam hợp thái tuế, sang năm Giáp Thìn 2024, đặc biệt là giai đoạn 4 tháng đầu năm quan trọng, đương số đón nhiều thuận lợi hơn cả trong công việc, tiền bạc hay chuyện tình cảm, tuy nhiên chưa đến mức thăng hoa mọi bề. Mặc dù vận trình xuyên suốt năm 2024 không phải lúc nào cũng thuận lợi do tác động cùng lúc của vận cuối tam tai và một số hung tinh, nhưng vẫn có những điểm sáng bất ngờ ở mỗi chặng. Nhất là khi vận khí hanh thông, gặp đúng thiên thời là cơ hội tốt để bứt phá, làm ăn phát đạt hoặc thăng tiến gấp nhiều lần so với các thời điểm khác trong năm. Thêm một chút lưu ý về hạn tam tai năm cuối, dù mức độ ảnh hưởng đã nhẹ hơn trước, nhưng người tuổi Giáp Tý lưu ý tránh kết thúc việc quan trọng trong năm nay. Ví dụ như kết thúc một dự án mới, hoàn thiện việc xây dựng nhà cửa, thay vào đó nên mở rộng và phát triển thêm sẽ ngày càng thuận lợi. Dưới đây là cách hóa giải vận xui hiệu quả cho tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. 1. Hành sự thận trọng và chuyên cần. Phàm là việc gì, bất kể là lớn hay nhỏ, hành sự thận trọng, có kế hoạch rõ ràng, sẽ giúp bạn gặt hái thành công đúng như mong đợi. Giáp Tý nên dành chút thời gian đọc thật kỹ những dự đoán hung cát về vận trình năm 2024 cũng như tổng quan từng tháng mà Minh Đường Tử Vi đưa ra ở phía trên. Từ đó chủ động biết được giai đoạn vận khí lên xuống, biết tiến thoái đúng lúc, đúng chỗ, dễ dàng nắm bắt cơ hội tốt và phòng tránh vận xui đeo bám. Tài lộc không tự nhiên sinh ra, tiền tài không tự nhiên mà có, tất cả đều quy đổi từ sức lao động, sự nỗ lực và cố gắng chuyên cần của bản thân. Một khi bạn đã cố gắng hết mình, vũ trụ sẽ đáp lại bằng những gì xứng đáng. 2. Tập trung yếu tố nhân hòa chính bản thân mình. Thiên thời địa lợi nhân hòa là ba yếu tố tính toán của mệnh số vô cùng quen thuộc với mỗi người, trong đó thiên thời và địa lợi là hai yếu tố bên ngoài, tượng trưng cho may mắn, không phụ thuộc vào kềnh kiểm soát của riêng ai, còn nhân hòa là yếu tố bên trong, nằm trong khả năng ta quản lý. Khi thiên thời, địa lợi không có, tức may mắn không nhiều, thì ta hãy tập trung vào yếu tố nhân, tức chính con người mình, hãy thay đổi bản thân theo chiều hướng tích cực từng ngày. Đừng đổ lỗi tại hoàn cảnh hay số phận, không ngừng nỗ lực từng bước, chậm nhưng vững vàng, kỷ luật và hăng hái. Chính điều đó có thể giúp Giáp Tý tạo ra may mắn cho chính mình, từ đó thay đổi mệnh số, hóa hung thành cát, đón năm 2024 với nhiều thành công rực rỡ hơn. 3. Làm nhiều việc thiện, việc tốt, giúp đỡ mọi người. Hành thiện là cách tạo phước dễ dàng và lâu bền nhất, hãy bắt đầu từ những việc nhỏ, từ người thân trong gia đình, cho tới việc lớn, hay bạn bè, mọi người xung quanh, mỗi hành động tốt đều gieo nhân lành, xui khí từ đó cũng bị tiêu trừ, cát khí gia tăng. 4. Đầu năm không quên cúng dâng sao giải hạn. Nếu còn bận tâm về hạn tam tai hay một số sao xấu chiếu trong năm 2024, tuổi Giáp Tý có thể làm lễ cúng dâng sao giải hạn đầu năm, việc cúng bái cốt ở tùy tâm. Miễn sao tâm thấy bình an là được, không cần quá chú trọng mâm cao cỗ đầy, Giáp Tý có thể thành tâm làm lễ, chỉ đừng sa đà quá vào mà thôi. Nên nhớ rằng, sức lao động là cái gốc, phong thủy hãy cúng lễ chỉ như nắng gió mưa thêm vào, chăm mà đủ nhiều, gốc to thân khỏe thì tự có tụ thành thăng hoa, lười làm lười nghĩ. Gốc yếu thân cụt, tưới bao nhiêu nước, cải bao nhiêu phong thủy, đeo bao nhiêu thứ vào người, dâng cúng bao nhiêu lễ thì vẫn cứ là nguyên vẹn bần hàn, xui xẻo mà thôi. Thưa quý anh chị, ông bà ta có câu truyền thụ lại rằng, chọn bạn mà chơi và trong công việc, làm ăn kinh doanh cũng thế. Việc chọn một người có cùng chung chí hướng và đam mê để làm ăn chung thì kết quả thế nào cũng sẽ thăng hoa, thành công mỹ mãn mà thôi. Còn ngược lại, nếu chọn đối tượng hợp tác thì sớm muộn gì cũng sẽ tự rước họa vào thân, chuyện phá sản chỉ còn là thời gian, tệ hơn nữa còn phải gánh thêm một số nợ. Do đó nếu có kế hoạch hay dự án dù nhỏ dù lớn gì đi chăng nữa, thì khi hợp tác làm ăn, anh chị cũng nên tìm hiểu kỹ trước khi đưa ra quyết định nhé.
Vậy trong 4 tháng đầu năm 2024, Giáp Thìn anh chị tuổi Giáp Tý nên kết hợp làm ăn với tuổi nào để công việc làm ăn thêm phần thanh thông, thuận lợi? Tuổi Tý và tuổi Tý. Tý đại diện cho sự quyền lực và trí tuệ, những người này có thói quen tích lũy của cải cho bản thân, những gì là của họ thì người khác tuyệt đối không được tranh giành. Hai người tuổi Tý nếu kết hợp với nhau sẽ trở thành một cặp đôi lý tưởng, tuyệt vời, họ sẽ cùng nhau xây dựng sự nghiệp, cùng nhau phát triển, giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn. Những người này có thể dễ dàng đạt được thành công trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong các công việc đòi hỏi tư duy, logic, sáng tạo và khả năng tổ chức, quản lý công việc. Tuổi Tý và tuổi Sửu. Sự kết hợp của người tuổi Tý và tuổi Sửu đem lại sự ăn ý và hiệu quả, tuổi Chuột thông minh mưu trí, còn tuổi Sửu thì có sức khỏe thể chất. Nếu thành một cặp đôi, họ có thể bù trừ khắc phục nhược điểm của nhau. Tuổi Sửu có thể có trí tuệ không cao siêu, nhưng lại có ưu điểm là khá cần cù. Bởi vậy có thể hợp tác, trong kết hợp làm ăn, tuổi Tý sẽ đảm nhận những công việc đòi hỏi trí tuệ và sự phân tích cao. Tuổi Dần và tuổi Tý. Sự hợp tác làm ăn của Tý và Dần chưa chắc đã đem lại hiệu quả cao. Hai người này dường như tỏ ra ganh đua với nhau trong vị trí đứng đầu. Hổ sẽ tỏ ra uy quyền sức mạnh của mình để khiêu chiến với Chuột, nhưng con Chuột nhỏ bé, nhanh nhẹn cũng sẽ không chịu thua bất kỳ ai. Tuổi Tý và tuổi Mão. Họ cũng có thể trở thành những người tri kỷ thực sự trong cuộc đời của nhau. Họ sẽ giúp đỡ lẫn nhau trong nhiều lĩnh vực và hầu như không bao giờ to tiếng tranh cãi lẫn nhau. Tuổi Mão trung thành và luôn nhường nhịn tuổi Tý, bù lại Tý lại luôn giúp đỡ, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong công việc cho người tuổi Mão. Tuổi Tý và tuổi Thìn. Khi cặp đôi này xuất hiện, họ sẽ trở thành trung tâm của đám đông, thu hút sự chú ý của mọi người. Họ cùng nhau kể những câu chuyện thú vị, đem lại niềm vui, tiếng cười cho mọi người xung quanh. Trong công việc, mỗi khi tuổi Thìn gặp khó khăn thì tuổi Giáp Tý lại luôn là những trợ thủ đắc lực nhất. Ngược lại, Tý cũng rất cần những ý kiến, lời khuyên chân thành của tuổi Thìn. Hai người này nếu kết hợp làm ăn, sẽ đem lại hiệu quả cao trong công việc. Tuổi Tý và tuổi Tỵ. Trong lĩnh vực nghề nghiệp, họ cũng sẽ trở thành những đối tác làm ăn, trợ thủ đắc lực của nhau. Tuổi Tý và tuổi Ngọ. Trên phương diện hợp tác làm ăn, sự kết hợp của Tý và Ngọ đem lại hiệu quả khá cao. Tý có con mắt nhìn xa trông rộng và nhạy bén khi giải quyết vấn đề. Còn tuổi Ngọ sẽ mang lại những ý tưởng sáng tạo tuyệt vời, giúp đỡ cho tuổi Tý. Họ sẽ cùng nhau xây dựng và phát triển sự nghiệp vững bền. Tuổi Tý và tuổi Mùi. Nếu hợp tác làm ăn kinh doanh, thì hai người này sẽ xây dựng được sự nghiệp vững vàng và đạt được nhiều thành công vang dội. Tý và Mùi tuy không cùng tiếng nói, nhưng lại bổ trợ, giúp đỡ, trau dồi kinh nghiệm lẫn nhau. Tuổi Tý sẽ học hỏi được những ý tưởng độc đáo, sáng tạo của Mùi. Ngược lại, Mùi sẽ học được những kỹ năng làm việc nhanh nhẹn, tháo vát của Tý. Tuổi Tý và Thân. Nếu Tý và Thân hợp tác làm ăn với nhau, công việc của họ diễn ra khá suôn sẻ và thuận lợi. Hai tuổi này có tiếng nói chung, ăn ý nhau trong từng suy nghĩ và hành động. Mâu thuẫn rất hiếm khi xảy ra. Dù có xảy ra chuyện đó thì Tý và Thân luôn biết cách giải hòa, nhường nhịn lẫn nhau. Tuổi Tý và tuổi Dậu. Trên phương diện hợp tác làm ăn, hai tuổi này sẽ đem lại cho nhau sự may mắn và thuận lợi. Họ là những người có lập trường và ý chí quyết tâm cao. Khi trở thành đối tác làm ăn, họ sẽ cùng nhau cố gắng và phát triển. Tuổi Tý và tuổi Tuất. Trên phương diện tình bạn, Tý và Tuất sẽ là một cặp tri kỷ của nhau. Tý tìm được ở Tuất sự trung thành, tin cậy và hết lòng vì bạn bè. Hai con giáp này sẽ không bao giờ phản bội, nghi ngờ lẫn nhau. Ngược lại, họ có sự gắn bó thân thiết, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau. Nếu trở thành đối tác kinh doanh, hai con giáp này sẽ dễ dàng đạt được thành công như ý muốn. Tuổi Tý và tuổi Hợi. Mối quan hệ hợp tác làm ăn của hai con giáp này cũng sẽ gặp nhiều khó khăn và thường không lâu dài. Tý cho rằng Hợi lời biếng và họ đang cản trở con đường đi tới thành công của mình. Tuổi Hợi thì luôn cảm thấy Tý thật kiêu ngạo, khoa trương. Mối quan hệ hợp tác của hai tuổi này dễ dẫn tới những mâu thuẫn, đấu tranh. Quý vị thân mến, số phận đến tự nhiên, giống như quả táo rơi trúng đầu Newton, giúp ông khám phá ra định luật của vạn vật hấp dẫn. Điều này nghe có vẻ bình thường và đơn giản, nhưng đúng là như vậy. Những thứ được cho là lý tưởng, thành công và hạnh phúc đều không quá phức tạp hay quá xa vời để với tới. Có câu nói rằng, chỉ bằng một mối quan hệ rất sâu sắc, chúng ta mới có thể đi qua lại trên cùng một con đường, đi đến cùng một nơi và gặp cùng một người. Số phận không bao giờ dừng lại, số phận cũng không bắt bạn phải ở lại. Người được gọi là người phù hợp, không phải là người bạn theo đuổi một cách tuyệt vọng,
mà là người sẽ nắm tay bạn và đi cùng bạn khi bạn mệt mỏi. Một người yêu tốt có thể xoa dịu một nửa nỗi đau khổ của bạn. Đa số chúng ta quá chú trọng và bị chi phối bởi khái niệm số phận. Đó là vì trong lòng chúng ta có một nỗi ám ảnh hay một quan điểm sẽ không thể thoát ra. Điều chúng ta cần học hỏi thêm là hãy để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên, vì đó chính là nguồn gốc của sự thanh thản và hạnh phúc. Đến một thời điểm nào đó, cuối cùng bạn sẽ nhận ra rằng nhiều điều trong cuộc sống không thể đạt được chỉ nhờ nỗ lực của chính ta, mà còn cần sự hỗ trợ của thời gian, hoàn cảnh, con người và các yếu tố cần thiết khác để thành công. Cho nên bạn hãy phó mặc cho trời xanh và để mọi thứ diễn ra theo cách riêng của nó. Ngược lại, nếu nỗ lực của chúng ta đi sai hướng, thì có thể việc dừng lại cũng sẽ là sự may mắn. Bạn biết không, có rất nhiều người đã vỡ òa trong sự cảm ơn và hạnh phúc khi nhận được tin chuyến tàu họ lỡ đã đâm xuống vực thẳm. Có rất nhiều người yêu âm nhạc lúc tuổi trung niên. Họ cảm thấy may mắn khi thời trẻ không đánh nổi cuộc sống bình yên để trở nên nổi tiếng. Một vài người bạn của họ đã chết trên danh vọng, thậm chí bị stress đến chết khi còn quá trẻ. Ngay như Gia Cát Lượng nổi tiếng thông minh, mưu lược, cả đời ông cố hiến cho Thục Hán, tuy nhiên dẫu chiến đấu đến chết đại nghiệp cũng không thành. Mỗi người đều phải làm việc chăm chỉ, nhưng ai cũng phải xuôi theo dòng chảy, theo quy luật của trời đất, chỉ bằng cách này bạn mới có thể vui vẻ với những gì mình đạt được. Không sợ muộn về những gì mình mất đi, từ đó cuộc sống đời thường tràn ngập niềm vui, bình yên, hạnh phúc và có thể sống là chính mình. Nhiều khi đau khổ không phải do mưu sinh, mà là do sự so sánh và không ngừng đánh giá. Bạn có quyền theo đuổi những thứ thuộc về mình, nhưng nếu cố gắng chiếm hữu những thứ không thuộc về mình, cuối cùng những thứ bạn có vượt quá khả năng và phước phận của bạn, thì bạn sẽ bị trượt dài trong những năm tháng về sau. Những ví dụ với thất bại như vậy rất phổ biến trong cuộc sống của chúng ta, nhưng thật đáng để bạn cảnh giác và suy ngẫm. Ví dụ như, hoàng đế đứng đầu thiên hạ, nhưng lúc đi ngủ trên chiếc giường của ông cũng chỉ rộng 1 mét, các món sơn hào hải vị dâng lên, hoàng đế cũng chỉ ăn đủ no. Một người thực sự không cần nhiều thứ để sống tốt, trong đó sức khỏe thể chất và sức mạnh tinh thần có thể mang đến cho bạn sự tự tin. Sắc đẹp và hạnh phúc, tất cả những gì bình thường nhất, phù hợp với bạn nhất là những điều quan trọng nhất, mặc dù chúng có liên quan đến tiền bạc. Nhưng ít nhất là không quan trọng như chúng ta nghĩ, chỉ cần chúng ta có thái độ tích cực, lạc quan, không nản lòng khi thất bại và không quên mất bản thân khi công thành danh toại, biết tận hưởng từng giây phút bình an trong cuộc sống đời thường, thì cuộc sống của bạn sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc. Chương trình đến đây là hết. Hy vọng với những thông tin mà Minh Đường Tử Vi vừa chia sẻ ở trên sẽ hữu ích với quý vị và người thân. Để ủng hộ cho ban biên tập chương trình, quý vị hãy hoan hỷ ấn nút like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video hữu ích nào mỗi ngày quý vị nhé. Và cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình lần sau.